Con đường thành triệu phú ở Mỹ của cô gái gốc Việt 28 tuổi. Thông minh, xinh xắn và làm chủ công ty đạt doanh thu hơn 100 triệu USD trên một năm. Thành công của một cô gái gốc Việt không chỉ dựa vào những video chia sẻ bí quyết trang điểm. Michelle Phan cùng bố mẹ sang Mỹ từ khi cô còn nhỏ. Ban đầu, bố của cô làm công nhân, còn mẹ làm móng tại một cửa tiệm. Khi Michelle Phan lên 6 tuổi, người bố nghiện cờ bạc đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Gia đình Michelle Phan nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn, đôi khi họ phải nhận trợ cấp tem phiếu lương thực để sống qua ngày. Khi đó, cô bắt đầu ấp ủ giấc mơ về một cuộc sống sung túc và đầy đủ vật chất cùng với mẹ. Niềm đam mê với mỹ phẩm và nghề trang điểm của Michelle Phan bắt nguồn từ cửa tiệm làm móng nơi mẹ cô làm việc. Tôi thường đến thăm mẹ sau giờ tan học. Trong lúc chờ mẹ phục vụ khách hàng, tôi đọc hết tất cả những tạp chí về làm đẹp tại tiệm. Thế giới của ngành làm đẹp thực sự là cuốn hút tôi, Michelle tâm sự ở diễn đàn. Như bao cô gái trẻ, Michelle đã tỏ ra tò mò và háo hức với việc trang điểm những hộp phấn son. Mẹ không muốn tôi trang điểm và nói là tôi cần trân trọng vẻ bề ngoài tự nhiên, nhưng tôi không thể chờ mãi được, ít nhất đến khi tôi 18 tuổi theo ý của mẹ. Cô kể lại như vậy. Do vậy, Michelle giấu mẹ và tự học trang điểm mỗi khi cô không ở nhà. Số tiền lương ít ỏi từ công việc làm thêm vừa đủ để cô mua mỹ phẩm. Khi đến 18 tuổi, cô chuẩn bị vào đại học. Mẹ muốn cô học ngành y và trở thành bác sĩ. Đối với những bà mẹ châu Á, học trường y đồng nghĩa với nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là công việc có thu nhập cao tại Hoa Kỳ. Đó là con đường rất an toàn đối với tương lai. Trong khi đó, ngành mà tôi rất muốn học là liên quan tới nghệ thuật. Con đường ổn định, có lộ trình, với tương lai sáng lạn nằm bên trái. Trong khi con đường bên phải là lựa chọn mà tôi không biết nó sẽ ra sao. Có thể nhiều rủi ro, nhưng vô cùng hấp dẫn. Michelle thừa nhận như vậy. Tuy nhiên, bằng sự háo hức khám phá của tuổi trẻ, Michelle khẳng định là cô muốn sống đúng với đam mê. Tôi sẽ có những trải nghiệm riêng, do vậy tôi cắt hết những tờ đăng ký vào trường y và chọn trường nghệ thuật. Cô nói như thế. Michelle không thể quên ngày mà cô thông báo với mẹ về quyết định chọn trường của mình. Mẹ tôi đã khóc khi hay tin rằng chẳng ai có thể thuyết phục con gái thay đổi quyết định. Tôi ôm mẹ và nói, rồi con sẽ ổn thôi, con sẽ tìm ra lối đi riêng. Không chỉ là để thỏa mãn đam mê mà còn tạo ra cuộc sống dư giả cho gia đình mình. Michelle đã có máy tính riêng khi còn học ở trường phổ thông. Lúc đó, mọi người sử dụng kết nối, quay số để vào Internet. Những âm thanh tít tít đối với tôi thực sự là điều kỳ diệu. Nó kết nối chúng ta với thế giới. Tôi tin rằng đây là cánh cửa tương lai để kết nối nhân loại với nhau. Ngay khoảnh khắc đó, tôi ấp ủ ước mơ xây dựng sự nghiệp thành công của bản thân từ thế giới mạng này, cô tâm sự. Michelle bắt đầu sản xuất video chia sẻ bí quyết trang điểm để đăng trên YouTube từ năm 2007. Đó, YouTube chưa mạnh và số lượng người xem rất thấp. Đa số video hồi ấy là phim ca nhạc, video ngẫu nhiên của các cá nhân, chương trình truyền hình. Tuy nhiên, khi tôi mới tiếp cận với YouTube, tôi nghĩ ngay rằng nó sẽ trở thành một TV toàn cầu mà cả hành tinh theo dõi và tôi hoàn toàn có thể tự lập một kênh riêng, Michelle lập luận như vậy. Công cụ hỗ trợ của Michelle khi đó là laptop, webcam và những câu chuyện về làm đẹp. Khi đăng những đoạn phim, Michelle không kỳ vọng là chúng sẽ thu hút nhiều người xem. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi rất nhiều người thích chúng. Ngoài việc đăng video, Michelle nộp đơn xin việc tại các quầy trang điểm của những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Cô từng lọt đến phần thi kiểm tra kỹ năng cuối cùng của hãng Lancome. Tuy nhiên, họ loại Michelle vì cô không có kinh nghiệm về bán hàng. Khi đó tôi rất thất vọng vì tôi thực sự muốn làm việc trong ngành sắc đẹp. Tuy nhiên, đến năm 2009, một người đại diện của Lancome chủ động liên hệ với Michelle. Họ muốn tôi trở thành người đại diện cho thương hiệu của họ trên mạng. Đó quả là một cơ hội tốt và tôi không thể từ chối. Khi bạn rất muốn một điều gì, nhưng không thể có nó ngay lập tức. Tuy nhiên bạn đừng nản lòng, vì những cơ hội tốt hơn sẽ đến trong tương lai, cô kể lại như vậy. Trong quá trình duy trì
và hợp tác với Lancome, Michel bắt đầu suy nghĩ rằng không thể là thành công duy nhất trong sự nghiệp đó là cộng tác với Lancome. Cô lên kế hoạch kinh doanh riêng rồi thành lập dự án Ipsy vào năm 2012. Ipsy là dịch vụ thuê bao mà khách hàng sẽ đều đặn nhận túi chứa các mẫu sản phẩm để dùng thử mỗi tháng. Những mẫu thử phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người đăng ký cụ thể. Thành viên chỉ phải trả phí là 10 USD mỗi tháng. Đầu năm 2015, tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn Michel Phan là một trong 30 gương mặt nổi bật của nước Mỹ dưới tuổi 30. Theo tính toán của tạp chí, Ipsy sẽ đạt doanh thu là 120 triệu USD trong năm 2015. Ngoài Ipsy, Michel cũng tung ra dòng mỹ phẩm riêng với sự hỗ trợ của hãng mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal. Khi đó tôi thực hiện 4 dự án cùng một lúc, tôi ngủ rất ít và phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng nếu bạn muốn đạt mục tiêu, bạn phải nỗ lực và hy sinh vô số thứ, Michel nhớ lại. Nữ doanh nhân trẻ cho biết là cô hiếm khi rảnh để vui chơi cùng bạn bè. Tôi động viên bản thân rằng tôi đang làm công việc thật sự là yêu thích. Nếu bạn không yêu công việc thì đó quả là một thực tế khó khăn. Khi vấp phải trở ngại hoặc thất bại, bạn rất dễ đầu hàng và từ bỏ. Hơn nữa, vì bạn không yêu công việc nên thất bại có thể xảy ra, cô nói như vậy. Các dịch vụ mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây, như Facebook, Instagram. Đây vừa là thách thức vừa là động cơ để bạn buộc phải sáng tạo hơn nữa để xây dựng những nội dung phù hợp cho từng nhóm người dùng ứng dụng. So với 10 năm trước, đây là một thế giới khác hẳn. Nó khó khăn hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn, Michel nhấn mạnh. Đối với Michel, xây dựng doanh nghiệp là chấp nhận rủi ro và thách thức. Nhưng cô cũng nghĩ rằng thách thức cũng giúp con người nảy sinh những ý tưởng và đột phá mới. Michel viện dẫn dịch vụ Instagram đã cải tiến rất nhiều trong thời gian gần đây và chú trọng đến hướng chiều sâu nội dung. Nếu bạn là người mẫu, bạn có thể xây dựng danh mục hình ảnh tại đây. Nếu bạn là nhà làm phim, bạn có thể quảng bá thành quả một cách ấn tượng. Về phần tôi, đương nhiên tôi có thể kể những câu chuyện một cách sinh động nhất, Michel nói. Trên Instagram, Michel không chỉ đăng những hình ảnh tự sướng mà luôn có một câu chuyện kèm theo. Cô cũng khuyến khích người theo dõi phản hồi và tham gia vào câu chuyện. Tôi rất trân trọng sự tham gia của mọi người, hơn là một trang có hàng trăm nghìn lượt thích nhưng ý kiến đóng góp rất ít, hoặc là thậm chí để lại thông tin vô bổ. Người Việt thành tỷ phú Mỹ từ 2 USD. Đến Mỹ chỉ với 2 USD trong tay sau 14 năm, Trung Dung đã có trong tay 1,8 tỷ USD và là một trong những người gốc Việt thành công nhất ở đất nước cờ hoa này. Năm 1985, Trung Dung đặt chân tới Boston với chỉ 2 USD và một chút vốn liếng tiếng Anh. Khi nhìn lại thời kỳ đó, điều duy nhất tỷ phú này nhớ được là niềm hy vọng cho một cuộc sống mới, thay vì những gian khổ bản thân phải chịu đựng. Mặc dù được nhiều người khuyên vào lớp 10, Trung Dung vẫn quyết định bỏ qua và tham dự luôn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông vượt qua các bài kiểm tra chỉ một điểm trên mức chuẩn, nhờ vào kỹ năng toán và khoa học bẩm sinh. Sau đó, ông theo học đại học Massachusetts. Tại trường, mỗi kỳ ông đăng ký là 8-9 môn học. Cùng lúc, Trung Dung làm thêm vào các buổi tối tại một nhà hàng Hy Lạp, còn cuối tuần là lúc ông đảm nhiệm công việc gác cổng cho một bệnh viện. Với thu nhập hàng tháng là 350 đồng, ông gửi được 100 đồng về giúp đỡ gia đình tại Việt Nam. Trong 3 năm, Trung Dung không chỉ nhận bằng cử nhân kép về toán và khoa học máy tính, ông còn hoàn thành 90% chương trình thạc sĩ. Cho đến trước khi tốt nghiệp, mỗi tháng Dung vẫn nhận học bổng là 1.000 USD để có thể theo học bằng tiến sĩ tại Đại học Boston. Đến năm 1990, ông đã có thể đưa bố mẹ và em gái đến Quincy, Massachusetts và thuê được một căn hộ 3 phòng ngủ cho cả gia đình. Nhìn lại hành trình vượt lên số phận của mình, sau khi hoàn thành tất cả các học phần cho chương trình tiến sĩ, Dung quyết định bỏ không làm luận án tốt nghiệp để kiếm việc trợ giúp gia đình. Ông bắt đầu với Open Market,
một công ty phần mềm thương mại điện tử tại Massachusetts. Tuy nhiên, năm 1996, ông nghỉ việc để tập trung cho việc phát triển công nghệ mà sau đó đã trở thành nền tảng cho On Display. Dương sáng lập và trở thành giám đốc công nghệ của On Display, công ty thương mại điện tử tại San Ramon, đã tạo ra phần mềm cho phép các doanh nghiệp tìm và sàng lọc những khối lượng dữ liệu lớn. Cụ thể là phần mềm này được ứng dụng cho các công ty để tìm chỗ trống hay là giá máy bay và khách sạn mà không cần phải tự mình lưu trữ cũng như là quản lý mọi thông tin. Khi quyết định rời bỏ Open Market, Dung đã bỏ qua lời đề nghị có giá trị là 1 triệu USD cổ phiếu. Bước đi bị cho là thiếu suy nghĩ và đã suýt khiến ông bị cha từ mặt. Tuy nhiên, Dung với máu kinh doanh trong người đã quen với việc chấp nhận mạo hiểm. Một khi bắt đầu suy nghĩ và thử thách mà mình phải vượt qua, tôi chẳng thể chuyển hứng thú của mình sang bất kỳ việc nào khác, ông chia sẻ. Cũng giống như những người phát minh khác, bước đột phá giúp Trung Dung trở thành tỷ phú diễn ra khá tình cờ. Khi đó đang tổng hợp lại danh sách gửi thư của những người Mỹ gốc Việt và người tị nạn tại khu vực Boston. Dung nhanh chóng cảm thấy mất kiên nhẫn khi phải làm việc trên trang mạng Internet với những họ tên phổ biến và rồi cắt dán mỗi màn hình hiển thị thông tin. Giải pháp của ông lúc đó là thay vì nhập dữ liệu vào Viet.net, ông để nguyên vị trí của chúng và viết một phần mềm hiển thị thông tin từ các trang web theo cách nhanh và đúng thứ tự nhất. Từ đó, ông bắt đầu tính toán những tiềm năng về thương mại. Những người điều hành trang web vốn không muốn khách hàng của họ vào các trang khác để tìm thông tin. Chương trình của Dung đã có thể giúp những người điều hành trang web giữ được khách hàng trên trang mạng, xem quảng cáo, trong khi phần mềm kia lấy được dữ liệu từ những trang khác và sắp xếp chúng theo cách hợp lý. Travelocity đang sử dụng phần mềm On Display để chọn lọc thông tin từ các trang web khách sạn và hàng không, rồi sau đó chỉ hiển thị những thông tin cụ thể mà khách hàng đang tìm kiếm. Những công ty đầu tư mạo hiểm có hứng thú với công nghệ của Dung nhưng lại không sẵn sàng trả giá cao cho một nhà kinh doanh thiếu kinh nghiệm. Khi đó, ông đang chuẩn bị chấp nhận lời đề nghị bán 33% cổ phần công ty non trẻ của mình với giá là 100.000 USD cho Matrix Partners, thì xảy ra một cuộc gặp gỡ tình cờ thông qua giới thiệu giữa ông và Mark Pai. Chứ nhận ra tầm nhìn của Trung và tin tưởng anh ấy, Pai nói, tôi đã phỏng vấn qua hàng nghìn người và tin rằng Trung sẽ là một đối tác tốt. Pai gợi ý, hãy trở thành đối tác, tôi chịu trách nhiệm quản lý, anh chịu trách nhiệm về công nghệ, chúng ta sẽ chia đôi lợi nhuận. Dung đồng ý và thế là ông từ chối đề nghị của Matrix Partners. Trong vòng chưa đến 2 tuần, Pai trở thành CEO và Matrix đồng ý đưa ra con số 3,5 triệu USD cho chưa đến 40% công ty. Nhờ có sự xuất hiện của một nhà quản lý dày kinh nghiệm, giá trị của On Display đột ngột tăng lên một mức cao ngất ngưỡng. Khi đó tôi đơn thuần chỉ là một chàng kỹ thuật viên ngây thơ, Dung nhớ lại. Ông rời địa bàn về California và dọn tới nhà của Pai, nơi ông viết mã máy tính và học lái chiếc Mercedes 420 SEL của Pai. Năm 1999, Dung bán On Display với giá là 1,8 tỷ USD. Sau đó, Dung sáng lập và là trở thành CEO của Fortress Solution, công ty chuyên về ứng dụng doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa độ linh hoạt của chuỗi cung ứng và hiệu quả dây chuyền sản xuất. Vai trò của những dân nhập cư châu Á có trình độ như Dung ngày càng lớn hơn tại khu vực vịnh San Francisco. Trái ngược với những nhà kinh doanh nhập cư truyền thống, khởi đầu từ các dịch vụ và sản xuất công nghệ thấp, lớp trẻ sau này thiên về lĩnh vực khoa học máy tính và kỹ thuật. Fortress được tài trợ bởi những nhà đầu tư hàng đầu như Matrix Partners, Greylock and Sigma Partners. Sau một vài năm bất ổn định, các nhà đầu tư quyết định rút hỗ trợ. Vào tháng 5 năm 2004, Treo và Trung thành lập Blue Sky Service. Hiện tại, Dung là một thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Giáo dục Việt Nam. Tháng 5 năm 2004, Trung Dung được trao giải cây đuốc vàng tại Đại hội Toàn quốc Người Mỹ gốc Việt tại Washington DC. Câu chuyện thành công của ông được kể lại trên những phương tiện truyền thông như tạp chí Fox, thời báo Tài chính và thời báo Forbes. Ông là một trong 17 người Mỹ nhập cư thành công, được vinh danh trong chuyến giấc mơ Mỹ của Dan Rather.
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào? Tôi đã sinh ra trong một gia đình có bố là luật sư, mẹ là bác sĩ. Do may mắn, gia đình tôi mua được bất động sản trước khi giá nhà đất bùng lên. Trước khi sang Mỹ, tôi từng học tại một trường đại học nổi tiếng. Do có chút nhan sắc và tham gia một số hoạt động văn hóa trong trường, nên tôi quen biết rất nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu. Cuộc sống của tôi lúc đó khá sung sướng. Tôi ngồi uống cà phê hàng ngày ở các khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng. Đến năm 2000, cha mẹ bán nhà cố gắng cho tôi đi học thạc sĩ ở Mỹ. Sang tới đây, buổi sáng tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm. Bất cứ việc gì tôi cũng làm, từ chăm sóc người già, lau nhà, rửa bát ở quán ăn. Tôi không ngại, không xấu hổ, miễn là có tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình. Mặc dù là bố mẹ tôi cũng có thể nuôi tôi ăn học đàng hoàng. Nhiều lúc tôi tủi thân vì trình độ văn hóa cao mà bị chủ nhà hàng chửi mắng, nhưng tôi cam chịu vì còn hơn là không có việc làm. Tôi vừa học vừa làm, ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm mới về đến nhà. Một tuần 7 ngày như vậy, mà tôi lại là con gái, chắc ít người có thể lao động cật lực như tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam để đi tìm giấc mơ Mỹ. Tôi nghĩ làm việc chăm chỉ rồi có một ngày tôi sẽ thành công. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ, có việc làm tại một ngân hàng Mỹ, rồi lấy chồng Mỹ cũng là thạc sĩ. Sau 10 năm ở đây, tôi có một cô con gái xinh xắn và sắp đón chào bé gái thứ hai. Vợ chồng tôi thu nhập hơn 250.000 USD một năm. Mới hơn 30 tuổi, nhưng hai vợ chồng tôi đã làm chủ 3 căn nhà và 13 căn hộ tập thể. Tất nhiên, 50% là do vay ngân hàng. Lúc lấy nhau, chúng tôi chẳng có tài sản gì, chỉ do chăm chỉ làm việc mà có thành quả hôm nay. Hai vợ chồng tôi đều đi làm 60 giờ một tuần, về nhà còn phải chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ai cũng nói sao không về Việt Nam sống sung sướng, có người giúp việc. Nhưng tôi thiết nghĩ, ở đâu có tiền, có việc làm là nơi đấy mang lại hạnh phúc. Tất nhiên, quê hương vẫn là quê hương, nơi có cha mẹ, anh chị em, họ hàng. Nhưng tôi không còn quen cuộc sống ở Việt Nam nữa. Tôi về Việt Nam chơi, thấy người Việt Nam mua sắm còn tốn kém hơn ở Mỹ. Có những người bạn hai vợ chồng đi làm 8 giờ mà vẫn thuê người giúp việc, còn than thở vất vả. Thiết nghĩ, nước Mỹ giáo dục tôi làm việc chăm chỉ hơn. Vợ chồng tôi đi làm còn kinh doanh mà vẫn chăm sóc con nhỏ. Dù chúng tôi không ai giúp đỡ nhưng thấy lúc nào cũng vui vẻ. Tuy có bận rộn nhưng vẫn còn thời gian rảnh để đi chơi, đi du lịch hay ăn nhà hàng. Nhìn người Việt Nam bỏ ra vài trăm USD mua điện thoại di động, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi ở Mỹ dù gọi là có thu nhập cao, nhưng bao giờ tôi cũng dùng điện thoại miễn phí. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, mỗi nơi đều có một cái sướng hay khổ khác nhau. Ở Mỹ, những người Việt Nam như tôi cảm thấy trống trải, cô đơn, nhưng nhiều cơ hội làm giàu. Còn ở Việt Nam, ăn uống, sung sướng, tinh thần thoải mái, nhưng không phải ai cũng có cơ hội mua nhà, mua xe nếu không có gia đình hỗ trợ. Rất nhiều các bạn tôi ở Việt Nam làm 20 triệu đồng một tháng nhưng vẫn không có khả năng mua nhà, chung cư nếu không có bố mẹ cho tiền. Đấy là hai sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam căn bản ban đầu. Bộ trưởng ở Đức dâng biểu ở Mỹ hay đoạt giải toán học danh giá, nhiều người gốc Việt đã đạt được những vị trí đáng nể ở nước ngoài. Barry Nguyễn, 36 tuổi, là người Mỹ gốc Việt đầu tiên dẫn một chương trình truyền hình quốc gia. Cô làm việc cho CNN suốt 6 năm trời và đưa tin hàng loạt các sự kiện quan trọng như động đất ở Haiti, các cuộc bầu cử tổng thống ở châu Phi, bão Katrina ở Mỹ, tin Đức Giáo Hoàng John Paul II qua đời. Cô chuyển sang làm cho kênh truyền hình CBS từ tháng 3. Barry cũng từng được tạp chí Maxim đánh giá là một trong top 10 người dẫn chương trình hấp dẫn nhất năm 2008. Còn đối với Philip Rosler, 36 tuổi, đã trở thành người gốc châu Á đầu tiên được bầu vào nội các Đức hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Y tế. Rosler cũng là chính trị gia trẻ nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của quốc gia này.
Rosler sinh ra ở Sóc Trăng, Việt Nam và được một đôi vợ chồng người Đức nhận nuôi khi mới 9 tháng tuổi. Năm 4 tuổi, bố mẹ nuôi của ông ly dị và ông được cha là một sĩ quan quân đội nuôi dưỡng. Rosler đã lấy vợ và có hai cô con gái. Người vợ này cũng chính là mẹ đỡ đầu của ông. Còn đối với Ngô Bảo Châu, 38 tuổi đã trở thành nhà toán học đầu tiên của Việt Nam được trao giải thưởng toán học Fields danh giá hồi tháng 8 vì chứng minh được bộ đề cơ bản của chương trình Langlands. Anh cũng từng được trao một số giải thưởng khác nhờ công trình này. Theo tạp chí Time của Mỹ bình chọn, công trình chứng minh bộ đề của anh là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009. Lớn lên ở Việt Nam, Ngô Bảo Châu học đại học ở Pháp, sau đó dạy tại một trường đại học ở Paris. Vào tháng 9, anh sang Mỹ dạy tại Đại học Chicago. Bên cạnh những khuôn mặt điển hình nổi danh tại hải ngoại, còn có một khuôn mặt khá là trẻ trung khiến chúng ta cũng đáng ngưỡng mộ và có nhiều điều chúng ta để chúng ta học hỏi. Đó là ông chủ 24 tuổi của nhà hàng cơm Việt tại Mỹ. Bố mẹ đều là người Đà Nẵng nhưng Duy sinh ra ở Hồng Kông và lớn lên tại Mỹ. Những ngày tháng dài trên giảng đường theo học chuyên ngành kinh doanh khiến Duy nhận ra là nghề này không dành cho mình. Duy yêu thích nấu nướng và quyết định lập nghiệp với niềm đam mê của mình. Cậu theo học tại trường dạy nấu ăn Le Cordon Bleu và rồi ấp ủ dự định mở nhà hàng mang tên của mình. Anh chàng đầu bếp chỉ mới 24 tuổi vào năm 2012 đã khai trương đứa con tinh thần đầu tiên vào tháng trước ở thành phố Somerville, bang Massachusetts, Mỹ. Nhà hàng mang tên Dewey and Rice bắt nguồn từ cách phát âm tên của cậu Dewey. Dewey and Rice là một không gian nhỏ xinh, bày trí đơn giản và trẻ trung với gam màu đỏ làm chủ đạo. Thực đơn của Dewey and Rice đơn giản là tất nhiên không thể thiếu các món ăn Việt Nam. Với điểm nhấn là nguyên liệu tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cho người thưởng thức. Cơm là món ăn chính mà Duy muốn mang đến cho các thực khách của mình, từ cơm gà, cơm thịt heo nướng cho đến cơm thịt heo kho. Tất cả các loại cơm đều có salad, bánh mì và nướng sốt nóng, kèm theo có giá là từ 7 đến 9 đồng. Các món bún Việt của Jewish and Rice cũng khá là phong phú, với bún thịt nướng, bún chả giò, bún bò, bún riêu. Ngoài ra, nhà hàng còn phục vụ nhiều món ăn nhẹ như tim gà xào, tỏi ớt, nem cuốn, bánh bao với nhiều loại nhân và đủ loại nước sốt khác nhau. Nộm mực, bít tết, khoai tây chiên là những lựa chọn khác cũng khá là hấp dẫn. Anh Duy cho biết là cậu không dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục bổ sung những món ăn Việt mới vào thực đơn. Đối với Duy, ẩm thực Việt Nam là một tình yêu. Việt Nam có những món ăn ngon và bổ dưỡng nhất trong nền ẩm thực châu Á. Dewey and Rice mở cửa được một tháng thì khách hàng của Duy đều bày tỏ sự hài lòng với các món ăn ở đây và đặc biệt là ấn tượng với các món ăn Việt Nam. Cậu kể là có người còn đánh giá đây là những món ăn Việt Nam ngon nhất mà họ từng được ăn ở Boston. Một điều thu hút khách đến với Dewey and Rice nữa chính là ông chủ, đầu bếp trẻ Duy Trần, với mong muốn là giản dị là biến nhà hàng này thành không gian ẩm thực dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn đói và không đủ tiền thì hãy cứ đến đây, tôi không chịu đựng được khi phải chứng kiến bất kỳ ai ngã xuống vì đói. Tôi đã dành nhiều tháng làm nhân viên tình nguyện ở một nhà bếp tại ban cứu hộ Boston và sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ có ý nghĩa như thế nào. Ông chủ trẻ viết trên trang web của nhà hàng mình như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.